Giữa đồng không mông quạnh đang tồn tại một cây xoài xanh tươi đã hơn 300 năm qua. Cây xoài này được các nhà khoa học xác định thuộc họ đào lộn hột, cao chừng 20 mét. Gốc xoài to khoảng 5 người ôm. Thân xoài có 20 cành, cành dài nhất 20 mét, tán tỏa bóng mát, rộng tới 300 mét vuông. Cho tới giờ, những người dân ở ấp Biển Tây, xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu không thể biết cây xoài này có từ khi nào. Những câu chuyện về cây xoài được truyền miệng qua nhiều thế hệ. Tương truyền rằng, khu vực này xưa kia nước mặn quanh năm. Nhưng dưới gốc xoài này lại có mạch nước ngầm giúp thân cây phát triển tươi tốt. Trong khi người dân trong vùng chẳng một ai có thể trồng được xoài. Nghe ông bà nói là ngày xưa là trăm ngoài năm trước đó, là một vùng me biển, vùng gian biển luôn đó. Mà tự nhiên có cái xoài nó mọc vậy thôi. Rồi sau này biển đất bồi mà, bồi ra từ vậy đó. Chứ không phải là người ta trồng trọt hay là không biết ai trồng, cũng mình cũng không hiểu nữa. Tại mấy trăm năm trước rồi mình sao không biết được. Mà nó phát triển hoài, đặc biệt sống chỗ này nó không chết mà lại tốt. Tới mùa trái đây như thế nào chú? Trái nó cũng có trái nhiều lắm. Trái gì mà trái đẹp lắm mà, màu xanh màu đỏ luôn, nó chín á. Để xác định tuổi của cây xoài di sản, ngành chức năng dựa vào lịch sử hình thành vùng đất Bạc Liêu xưa. Theo đánh giá của cơ quan chức năng, tính đến năm nay, cây xoài này đã khoảng 336 tuổi. Trải qua nhiều biến thiên của thời cuộc, nhưng cây xoài vẫn trụ vững như thách thức với thời gian và trở thành chứng nhân của lịch sử. Dưới gốc cây xoài có đặt một bàn thờ. Người dân địa phương và những du khách khi lần đầu tiên đến đây đều thắp nén hương để thể hiện đức tin và cầu mong những điều may mắn. Dân trong vùng tôn kính gọi đây là củ xoài. Nói về tâm linh thì rất thích. Là bởi vì cái này cũng như hồi đó là cũng như mấy nhà khoa học, mấy thầy thì cũng như vừa nói nửa chơi nửa thiệt. Là mấy thầy nói rằng á, là nói về tâm linh thì ôm cái xoài này chụp hình á, thì làm gì làm nó cũng ảnh hưởng cái tuổi thọ à. Với hay nữa có cái điều kiện á, là có điều kiện là đôi khi xài nó có trái nhiều nó rụng đó. Thì đôi khi mấy thầy lụm mấy cái xài ăn mà mấy thầy rất là phấn khởi. Thì mấy thầy nói á, thì thí dụ như uống chai rượu Tây là giá trị cả ngàn đô gì đi, thấy không? Nhưng mà tôi ăn trái xài 300 năm, thì tất nhiên nghe thì so sánh thì cũng như mà nói theo cái chuyện cổ tích, Tề Thiên mà ăn quả đầu tiên vậy á, thì mọi người ai ra tay cũng cười. Thì tôi có một lần tôi đi ra Hà Nội, tôi đi hội thảo mà, tôi đi lãnh giải thưởng Hà Nội, tôi có ghé Quốc Tử Giám, thì tôi mới hỏi cái ban quản lý của Quốc Tử Giám bị tôi thấy có mấy cái xài, cũng có cái trục ngoài cây xoài, mà xoài cũng gốc to lắm. Thì tôi hỏi thì tất nhiên ban quản lý ở Quốc Tử Giám nói cây xoài ở Quốc Tử Giám là trăm ngoài tới 200 năm mà. Còn cây xoài ở Bạc Liêu của tôi tới 300 năm. Hà Nội có cụ 300 tuổi, thì Bạc Liêu tôi có cụ xoài nè, là cũng 300 tuổi. Tôi cũng rất là về tâm linh rồi, tôi cũng rất là tự hào. Năm 2015, cây xoài được Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam công nhận. Đây là cây di sản Việt Nam. Hiện nay, cây xoài này là địa chỉ hấp dẫn, thu hút biết bao du khách. Việc Bạc Liêu quan tâm bảo tồn cây xoài 300 tuổi là một công việc hết sức có ý nghĩa. Ngoài việc giữ lại nguồn gen quý hiếm, bảo vệ sinh thái môi trường, mà còn giữ lại một phần diện mạo của Bạc Liêu xưa, gắn liền lịch sử khẩn hoang của dân tộc để quảng bá thu hút khách du lịch. Tôi mong làm sao là ngành quản lý chuyên ngành của mình mà quan tâm đến cây xoài này. Là cái này là điểm thứ nhất là tâm linh, điểm thứ hai là để du lịch. Để người ta đến Bạc Liêu, người ta biết được cây xoài 300 năm.